chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý official kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với các bạn hay gọi tắt là mức chuẩn trợ cấp người có công là mức chuẩn làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với các bạn và thân nhân của người có công với các bạn các mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với các bạn sẽ được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng theo đó, căn cứ quy định tại nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ, thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với các mạng hiện nay là 2.789.000 đồng. Dưới đây là một số chế độ ưu đãi đối với người có công với các mạng được tính trên mức chuẩn 2.789.000 đồng theo quy định tại các nghị định số 75 năm 2021, nghị định số 55 năm 2023 và nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ. Thứ nhất, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 sẽ bằng 0,9 lần bức chuẩn, tương đương 2 triệu 510.000 đồng một lần và được chi trả trực tiếp cho người hưởng. Thứ hai, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 bằng 1,8 lần bức chuẩn, tương đương 5 triệu 020.000 đồng một lần. Nội dung chi bao gồm tiền ăn trong thời gian điều dưỡng, thuốc thiết yếu, quà tặng cho người có công, tham quan, các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng. Mức chi tối đa là 10%, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung, bao gồm khăn mạch, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, chụp ảnh, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng. Thứ ba là về các mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Theo đó, thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì sẽ được lãnh trợ cấp một lần bằng 31 lần mức chuẩn, tương đương 86.459.000 đồng. Người thờ cúng người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi sẽ được lãnh trợ cấp một lần bằng 6,2 lần mức chuẩn tương đương 17 triệu 292 ngàn đồng. Thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi sẽ được lãnh trợ cá một lần bằng 15,5 lần bước chuẩn, tương đương 43 triệu 230 ngàn đồng. Người thờ cúng người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi sẽ được lãnh trợ cấp một lần bằng 6,2 lần mức chuẩn, tương đương 17 triệu 292 000 đồng. Mức trợ cấp một lần khi truy tạng bằng tổ quốc y công đối với thân nhân của liệt sĩ hoặc người thừa kế của liệt sĩ bằng 20 lần bước lương cơ sở, tương đương 55 triệu 780 000 đồng. Mức hỗ trợ một lần chi phí báo tử đối với liệt sĩ bằng một lần mức chuẩn, tương đương 2 triệu 789 000 đồng. Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng được tặng danh hiệu nhưng qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được trợ cấp một lần bằng 20 lần bước chuẩn tương đương 55 triệu 780 000 đồng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến được tặng danh hiệu nhưng qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến sẽ được trợ cấp một lần bằng 20 lần mức chuẩn tương đương 55 triệu 780 ngàn đồng. Người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế bị đập bắt tù đầy. Qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi sẽ được trợ cấp một lần bằng 1,5 lần bước chuẩn, tương đương 4 triệu 184 ngàn đồng. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế sẽ được trợ cấp một lần bằng 0,3 lần bước chuẩn cho mỗi thâm niên chiến đấu, tương đương với mức trợ cấp là 837.000 đồng cho mỗi thanh niên chiến đấu. Mức trợ cấp một lần đối với trường hợp người có công giúp đỡ các mạng được tặng hoặc người trong gia đình được tặng thì chương kháng chiến bằng 1,5 lần bước chuẩn, tương đương 4 triệu 184 ngàn đồng. Mức trợ cấp một lần đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi sẽ bằng 1,5 lần bước chuẩn, tương đương 4 triệu 184 ngàn đồng. Mức trợ cấp một lần đối với trường hợp người có công giúp đỡ các mạng mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi sẽ bằng 1,5 lần bước chuẩn, tương đương 4 triệu 184 ngàn đồng. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người một số vấn đề liên quan đến mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với các mạng. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với con nhé